Rồi, chào buổi chiều ngày 3 tháng 6 2023 anh em cô chú ơi. Mời anh em cô chú vô ly tà máu câu ha. Chúc anh em cô chú luôn luôn mạnh giỏi, luôn luôn gặp nhiều thuận lợi. Cuối tuần thì cũng uống nhậu rồi cũng làm giùm tôi ly anh em cô chú. Dồi dào sức khỏe anh em ơi. Tình làng với anh em cô chú có một mớ nhông sen dĩa có 5 bộ. 5 bộ nhông sen dĩa này là vô cho quay nhỏ anh em cô chú, vô cho rim quay Trung Quốc, vô cho quay pha mà quay nhỏ, vô chi tiết cụ thể cho mấy anh em cô chú xem á. Hàng này thì nó dốt dốt anh em cô chú, nó không căng nhưng mà nó không tệ, bỏ thì tiếc. Nhưng mà có 5 bộ duy nhất rồi, bây giờ gửi mỗi người bộ, anh em nào đi làm hồ hay nông dân là cái gì đó mà xe của mình nó không có được chất lượng mấy á. Nó tàn tàn đi, tàn tàn cà tàn đi mần đâu, cứ điện thoại mà còn hàng thì điện trước thì còn hả anh em, điện hẹn để còn điện sau lỡ hết thì mới mốt có mình làm nữa. Nó anh em cứ cho số điện thoại, tên, địa chỉ nhiêu đó thì mình gửi tới anh em cô chú xài cái này, hàng này coi như tặng chứ không bán. Nó vậy nè anh em cô chú thấy không, đã lắm chứ không đến nỗi tệ. Đó, đồ khá khá rồi nhưng mà nó không được căng. Ôi già rất cái kiến thấy không, nó thấy mê nhông sen dĩa mà gãi kiến luôn thấy không. Xong rồi đó, giờ quay cái video này lỡ nó không gõ anh em cô chú thông cảm, nó học thấy đường luôn anh em, kiến nó chá nè. Anh em thấy thấy nó gắt nè thấy không, không đến đổi tệ ha. Mình quay ngẫu nhiên á anh em, bỏ vô bịt mũ ngẫu nhiên, anh em nào lấy đại cho anh em nào túng bộ nào mừng xài của ít lòng nhiều anh em cô chú ơi. Bỏ bán về chài thấy tiếc quá, trong khi có một số anh em đi bán vé số, đi bán xe cá viên chiên rồi đi mần hồ rồi thấy họ hư hết trơn rồi chạy tung cọc cọc, mà nhiều khi họ chưa có kẹt đóng hụi hay gì đó họ chưa thay được, thấy cái này bỏ tiếc, người gửi tới anh em cô chú xài. Xài theo xài kỹ kỹ, bộ này chắc cỡ 3-4 tháng phải rè anh em cô chú. Về vô mở đồ kỹ lưỡng rồi, nhông còn mập lù. Một bộ anh em tới bộ đó là anh em thấy nè. Nhông cái này của xe nhỏ anh em, gắt lắm, bấm gì thì chưa, bộ này chưa thấy hở, nó dốt dốt vậy nè anh em cô chú. Nhông nó nè, thấy không, bộ nào theo bộ nấy anh em, mà hên xui tôi bốc đại cho tôi không có làm dấu một số. Hai bộ, bộ số 3 nè, dĩa lựa cũng còn khá không anh em, chứ không có lựa bãi bén như lưỡi cưa là không có, cũng còn đỡ đỡ, chưa có xéo. Anh em thấy mấy cái đồ tốt cái găng nó không có mập, nó nhọn nhọn vậy đó, nhưng mà nó không có xéo, khi nào nó mòn là nó xéo qua bên như cái dao cưa gọi là nó mòn, còn nó còn ngay. Nắm mới giật ra thì nó có lỏng lỏng vậy đó. Cái nhông này nè, nhông này không mấy, đổi cái nhông này đi anh em, nhông này ngon nè. Lấy nhông này đi anh em cô chú. Cái nhông mà đổi qua đổi lại được anh em, cái dĩa mình mới sợ. Ồ, con nhông này ôm nè anh em ơi, dám của nó đó. Tại lấy lộn mới kia, nó là của nó đó. Cho anh em cô chú có việc ở nhà mơ chủ nhật tháo, mơ mốt tháo cái thai, mà đừng quên nó ship mơ cũng đâu tới, tuần sau á. Shipper rồi có công chuyện em Út nó mần anh em. Bỏ, bán dây chay thôi nói làm gì ha. Mỗi bộ số 4 nè anh em. Bộ này mập lù chứ. Nói chung là mấy cái này bán được hết trơn anh em cô chú. Nhưng mà tại mình rồi, bộ này sơn còn màu luôn anh em ơi. Anh em nào hên lấy túng bộ này ngon à, còn tắng phiếu nè, cứ ngắt chưa lỏng. Ồ, dĩa còn tắng chứ. Ồ, cái này như mới luôn anh em ơi, mập lù. Quá đã. Mỗi bộ về ship tới nhà tiền ship anh em trả anh em cỡ 40 ngàn chứ không phải chơi ngàn, 35 40 tùy theo xa gần, ở ngoài Bắc cỡ 50 quá.
Bộ này hơi lỏng lỏng, thấy để coi găng hơi lỏng lỏng thấy cũng được, nó này không tệ. Nói chung là đá xe một không nổi rồi nhưng mà đều xài được anh em. Có lý anh em. Sơn đồ nhìn thấy nó chưa có nè anh em cô chú. Nói chung là mình xem xét kỹ lắm, nhắm xài được mới gửi tên anh em cô chú xài, chứ còn không mấy bỏ chứ để tốn tiền ship anh em. Anh em mà tốn tiền mà xài không được, tôi nói thiệt chứ, mặc dù là hàng tặng chứ tôi đau lòng lắm, chứ đâu phải chơi, chứ đâu phải tiền nong mà mần khi khó cực khổ. Bộ này hơi giản giản nhưng mà nó chưa có ấy. Chứ còn mà nó đừng có nói tới hàng bán mà xài không được, anh em cứ tin tưởng điều đó. Bán món hàng cho anh em bỏ tiền ra mua mà xài không được, tôi còn khó khăn gấp mấy lần anh em. Nghiên cứu ngày đêm canh cánh luôn. Phải khắc phục, phải sửa chữa, phải từng ngày từng giờ để thay đổi để làm cho nó tốt hơn anh em cô chú. Tiền mà là cái đồng tiền nó gắn liền với khúc ruột, ai cũng vậy thôi. Mình cũng vậy. Mua 2 kg khoai về mà nó sùng dài củ là thấy trong lòng không vui rồi, chứ có đâu tới hàng trăm hàng triệu. Mua ký mận mà nó cắn vô nó sâu hết phân nửa này làm sao nói, chứ mặc dù nó có không có nhiều tiền nhưng mà mình thấy nó bỏ tiền ra mua mà nó không xứng đáng với đồng tiền thì thấy nó cũng hơi buồn. Nói chung ai cũng vậy, tâm lý chung. Bộ này hơi yếu rồi nè, sao nó cái dĩa ngon mà nó hơi lỏng mà cũng vẫn xài được, bảo đảm với anh em là 3 tháng trở lên. Anh em nào mà đi làm hồ, đi làm công ty mà xài dưới 3 tháng điện lại mắng vốn, tôi tặng bộ khác mới hơn. Nhầm mới cầm nhầm gớt xuống nó tiêu tại đây đây, nhầm ngon anh em ơi, nhầm còn mập lù anh em cô chú, bỏ vô xài mập lù anh em ơi. Chứ bỏ ra 40.000 mà về xài không được đâu được. Nói gì chứ tặng là tặng, ngàn phải nghiên cứu kỹ mới gửi anh em xài không vui. Nói không xứng đáng 40.000 tiền ship. Anh Tý cho em bộ khác là đồ sẵn sàng đưa anh em liền, chứ không có nói gì hết. Bán là phải cho, làm gì phải có trách nhiệm. Sử dụng phụ tùng tí hon là phải xài, phải xứng đáng đồng tiền bát gạo, chứ không có nói cái vấn đề tại bị kỳ ta. Nó thừa lâu năm, lâu ngày, lâu tháng gì hết anh em. Anh em nào mua từng mua đồ mình không vừa ý mắt hay là cứ điện thoại mắng vốn, giải quyết cách coi như hữu nghị thỏa đáng hợp tác với anh em, chứ không bao giờ nó không có để căng thẳng leo thang đâu. Rồi nay quay mấy món để tặng anh em khách hàng ngày thứ bảy anh em ơi. Thứ bảy anh em nay mấy anh em thợ hồ nhậu nhiều, sẵn uống giùm tôi 1 ly. Quốc hồi nãy đá lượt đi 1 ly rồi lượt về 1 ly nữa anh em. Ly rượu cũng như tương đương với 1 ly tà ha. Mời anh em cô chú vô ly tà cái kết thúc clip đăng cho sớm anh em ơi. Chúc anh em cô chú luôn luôn gặp nhiều may mắn, luôn luôn mạnh giỏi, luôn luôn phát tài anh em cô chú.